có 3 nguyên tắc trong việc bảo vệ tài sản của bà con nuôi trồng thủy sản ven biển, đó là khẩn trương thu hoạch ngay các loại thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm, sơ tán người để đảm bảo tính mạng, gia cố và bảo vệ tài sản vật chất trong khu nuôi trồng. Cách gia cố và bảo vệ tài sản vật chất phù hợp với từng loại hình nuôi trồng thủy sản ven biển. Với các ao đầm nuôi trồng thủy sản, bà con cần chú ý theo dõi dự báo thời tiết để biết được cường độ gió, lượng mưa của cơn bão để từ đó có biện pháp gia cố bờ bao chắc chắn, đảm bảo an toàn khi mưa lũ lớn. Phát quang những cành cây xung quanh bờ ao, tránh gió bão làm cành lá rơi xuống ao gây ô nhiễm ao nuôi. Đặt ống xả tràn để thoát nước khi mưa lũ kéo dài và khi mực nước trong ao quá lớn. Đặt lưới chắn xung quanh bờ. Độ cao từ 40 đến 50 cm trở lên, ghim sâu từ 20 đến 30 cm dưới mặt đất nhằm giảm thất thoát, gây thiệt hại sản xuất khi mưa lũ kéo dài. Nạo vét khơi thông cống rãnh kênh mương, đảm bảo thoát nước tốt khi xảy ra mưa lũ. Bà con cũng cần chuẩn bị các trang thiết bị, cơ sở vật chất, hóa chất, nguyên nhiên liệu như lưới, đăng chắn, dụng cụ cọc tre, cuốc xẻng, máy phát điện, motor quạt nước, vôi, tàu thuyền, phao cứu sinh để có thể chủ động gia cố sửa chữa hệ thống bờ cống khi có tình huống xấu xảy ra. Đối với các lồng bè nuôi trồng thủy sản, các biện pháp cần phải thực hiện nhanh chóng vì một khi đã có mưa to, gió lớn là rất khó thực hiện. Kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo phao lồng và di chuyển vào khu vực kín gió, có dòng chảy nhẹ để tránh gió bão gây hư hỏng lồng. Trường hợp không di chuyển được lồng, cần hạ lồng xuống thấp để giảm bớt sóng gió. Che chắn mặt lồng bè bằng lưới có kích thước mắt lưới phù hợp, sao cho không để thủy sản nuôi lọt ra ngoài khi có thiên tai. Thường xuyên vệ sinh lồng sạch sẽ, thông thoáng để thoát nước. Và treo túi vôi từ 3 đến 5 kg trước dòng chảy để phòng bệnh cho thủy sản. Bố trí neo đậu tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng chống lụt bão của cơ quan quản lý địa phương. Vậy còn với loại hình nuôi trồng ngao và nghêu ở các cái bãi chiều ven biển thì cần phải bảo vệ như thế nào thưa chuyên gia? Trong các loại hình nuôi trồng thủy sản thì nuôi trồng thủy sản trên bãi chiều ven biển là dễ bị thiệt hại về người và tài sản nhất. Do đó bà con cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau. Gia cố chắc chắn lưới đăng để tránh thất thoát. Gia cố các chòi canh đảm bảo an toàn cho người lao động ở trên chòi. Tuân thủ nghiêm yêu cầu về bờ, vào trong đất liền khi có lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương.